điểm. Trước khi sân đã bóng thông qua lưới của đội Leo Nam Nhân 8-4. Và đội Bình Phước cũng đã được thay đổi người. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các quý vị đại biểu, các cổ động viên, chúng ta hãy tái theo trận thi đấu chung kết và cũng là trận thi đấu cuối cùng trong thi đấu ngày hôm nay. Và những thủ thành giải thích cho trận thi đấu ngày hôm nay đã hết. Trong sân, Kỳ Sơn đã phải
các chân điểm cho cao nhân tám chín.
hôm nay rất nhiều cổ động viên đến với sân không ai đeo bám gì. Rất chủ quan của anh đang giải đấu sẽ kết thúc sớm. Đến bây giờ lúc này có lẽ là huyết áp đã đang hơi giảm xuống chỉ còn 79. Thank you.